Đây là bài tập giúp các bạn cải thiện được hơi thở. Cơ hoành, các bạn hãy hít một hơi thở thật sâu, sau đó xì ra từng đợt ngắn, nhanh và dứt khoát. Bây giờ chúng ta cùng nhau tập luyện nhé. Hãy nhớ siết chặt cơ bụng trong lúc bạn đang xì ra. Hãy để ý cơ hoành của mình. Điều này sẽ giúp bạn cảm nhận và kiểm soát hơi thở tốt hơn. Như vậy là bạn đã vừa hoàn thành xong bài tập luyện hơi thở cùng với Ada Music. Chúc các bạn có một giọng hát tốt hơn. Đây là một bài tập hơi dành cho những câu hát cần một lượng hơi vừa phải. Bạn hít một hơi thở thật sâu, sau đó xì ra thành từng đoạn ngắn và kéo dài dần dần theo thời gian. Chúng ta cùng nhau bắt đầu nhé! Bạn làm rất tốt. Bây giờ chúng ta cùng với nhau thử lại một lần nữa nhé. Và bạn hãy nhớ siết bụng thật chặt mỗi khi xì ra. Chúng ta cùng bắt đầu. Bạn vừa tập luyện xong bài tập về hơi thở. Chúc các bạn có một giọng hát tốt hơn. Hẹn gặp lại các bạn tại Adam Music.